Chàng ngốc nhân hậu. Trong một ngôi làng nọ, có anh chàng ngốc, suốt ngày chỉ biết chơi với trẻ. Bực mình, vợ ngốc mới nói với chồng: Nay anh đã lớn rồi, không thể cứ rong chơi mãi. Anh phải nghe lời em ra buôn bán. Em có chút vốn để dành cho anh đi buôn. Vợ ngốc đưa cho ngốc 10 lượng bạc. Nàng không nghĩ đến chuyện ngốc đi buôn có lãi, chỉ mong sao cho chồng mình sau chuyến buôn về nhà sẽ không còn ngốc nữa. Trong chuyến đi buôn, ngốc nghe người ta bảo nhau sẽ buôn xe bán cộ, buôn nhà bán cửa và buôn vải bán dốc. Ngốc ta chẳng lấy gì làm hứng thú với chuyện đó cả. Thuyền vừa cập bến, mọi người kéo nhau đi mua những thứ mình cần. Riêng ngốc ta đi lang thang đến một con rạch nhỏ. Ngốc ta bắt gặp bọn trẻ đang cố bắt một con rắn nước. Ngốc ta thấy vậy liền nói: Này, xin đừng có giết nó, tội nghiệp lắm. Xin bán nó lại cho tôi đi nha. Nói xong, ngốc lấy bạc ra đưa cho lũ trẻ đổi rắn. Ngốc đem rắn thả ra sông lớn. Trở lại thuyền, mọi người thấy ngốc không mang theo gì nên hỏi: Này anh ngốc, anh đã buôn cái gì vậy? Ngốc đem chuyện mình cứu rắn để kể cho mọi người nghe. Nghe xong, ai nấy đều cười và cho anh là quá ngốc. Khuya đang ngủ, ngốc nghe thấy tiếng ai gọi tên mình. Này anh ngốc, ta là Long Dương. Cảm ơn nhà ngươi đã cứu mạng ta. Từ đây trở về sau, ta sẽ ban cho ngươi sự thông minh, không còn ngu ngốc nữa, và một gói quà. Về đến nhà, ngốc đem chuyện kể cho vợ nghe. Hai vợ chồng mở gói quà ra, ô, toàn là vàng bạc và đá quý. Kể từ đó, ngốc ta sống một cuộc sống sung sướng. Lúc này, dù giàu có và thông minh, nhưng ngốc vẫn không quên sống nhân hậu với mọi người. Vì anh biết, có ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ lòng nhân hậu và biết yêu thương mọi người.